Mùa xuân là mùa của những khởi đầu, đánh dấu cho một chu kỳ sinh sôi nảy nở mới của vạn vật sau một giấc ngủ dài. Trên cành cây đã thấy những chiếc lá xanh non mềm mại khẽ đông đưa trong gió, xen lẫn cùng với những bông hoa nở rộ đủ sắc màu đang vươn mình đón nắng mới. Mỗi loài hoa đều có cho mình một hương sắc riêng, dù mộc mạc đơn sơ hay kiêu sa rực rỡ, thì hoa cũng góp phần tạo nên những vẻ đẹp độc đáo cho mùa xuân, mang đến cho người người cảm giác tươi vui hứng khởi để đón chào những điều tốt lành ở tương lai. Sau những ngày xuân tỏa hương khoe sắc, những cánh hoa mai rơi rụng và bắt đầu kết trái như một cách báo hiệu đã hoàn thành sứ mệnh điểm tô mùa xuân xứ Nam Kỳ thêm rạng rỡ. Không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, hoa mai còn có nhiều công dụng khác. Mùa xuân là thời điểm mà trăm hoa đua nở và đây cũng là lúc mà người ta có thể tạo ra được những loại trà thơm ngon độc đáo. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá một loại trà mà chỉ có ở mùa xuân nhé. Nói đến mùa xuân không thể không nhắc đến hoa mai. Đây là loại cây có thân cứng, cành nhiều nhánh, lá mọc xen, hoa mỏng manh nhưng rực rỡ. Mai có xuất xứ từ cây quan dại, có khả năng thích ứng tốt với điều kiện khí hậu nhiệt đới, đặc biệt là ở Nam Bộ. Ngoài thiên nhiên, phần lớn cây mai tự rụng lá vào mùa đông và ra hoa vào mùa xuân. Vì vậy, hoa mai được xem là linh hồn ngày xuân của xứ sở phương Nam. Cây mai sinh trưởng và phát triển mạnh, có tuổi thọ cao và nếu được chăm sóc tốt sẽ cho hoa nhiều và màu sắc đẹp mắt. Theo các nghiên cứu, với vẻ đẹp tao nhã, hương thơm thanh khiết, hoa mai không những có giá trị thẩm mỹ sâu sắc mà còn là một vị thuốc hay và là một loại thực phẩm độc đáo được cổ nhân sử dụng. Và trà hoa mai là một trong những loại như vậy. Để làm trà hoa mai có nhiều cách. Người ta có thể chọn hái những bông hoa tươi trên cành hoặc nhặt những cánh hoa đã rụng rồi sàng cho hết cát bụi, rửa hoa thật sạch với nước lạnh, sau đó mang đi phơi. Khi phơi nắng, phải rải đều bông và cánh hoa ra để hoa được khô đều. Sau đó vài giờ, hoa héo lại thì bắt đầu công đoạn sao trà. Để sao trà thành công, cần phải đảo liền tay thì hoa mới không bị khét và vàng đều. Từ đó mới tạo được hương thơm đặc trưng của trà hoa mai. Thưởng trà ngắm cảnh là một trong những thú vui tao nhã của đời người. Vì vậy sẽ thật thi vị khi được hòa mình vào khung cảnh thênh thang của núi rừng, trông như một bức tranh thủy mặc. Rồi thư thái thưởng thức một tách trà thanh khiết sẽ khiến cho lòng người an yên hơn. Muốn thưởng thức trà ngon đúng điệu thì phải có bí quyết riêng. Nếu làm không đúng cách thì khi uống sẽ cảm thấy trà không ngon, chỉ có vị đắng nhàn nhạt. Vì vậy, kinh nghiệm khi thưởng thức trà hoa mai là nên được pha với nước sôi khoảng 80 độ và phải hãm trà trong bình bằng sứ hoặc thủy tinh để hoa không bị rụt mà còn dậy được mùi thơm đúng chất. Với độ nóng vừa phải của nước sôi, hoa mai sẽ buông cánh và nhẹ xoay trong làn nước. Vì vậy, việc thưởng trà sẽ càng thêm ý vị. Trà hoa mai có màu vàng nhạt, thơm mùi thảo mộc nhẹ nhàng tinh khiết. Khi uống vào, vị hơi đắng đắng ở đầu lưỡi, nhưng về sau có hậu ngọt thanh,
mang lại cảm giác mới mẻ cho người thưởng thức. Uống trà như là một cách thể hiện tâm tình đối với cuộc sống. Pha một ly trà, cảm thụ hương vị tự nhiên toát ra từ trà, bỗng thấy lòng an nhiên trước bao ồn ào cuộc sống. Thank you.